Vào khoảng 4 giờ 20 phút sáng nay đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông trên đường Hưng Phú, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, làm hư hỏng 5 xe máy, sập phần mặt tiền của một căn nhà và làm một bé trai bị thương nặng. Hiện chủ phương tiện gây tai nạn đã bị tạm giữ để tìm hiểu nguyên nhân của vụ việc. Thời điểm trên, tài xế Nguyễn Huỳnh Anh Vũ, 35 tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh, lái xe hơi hiệu Chevrolet mang biển số 51C32916 chạy từ cầu Chánh Hưng, quận 8 hướng về cầu chữ Y. Khi đến trước khu vực nhà số 546 Hưng Phú, chiếc xe bất ngờ lái lao qua phần đường ngược chiều, tông đổ 5 chiếc xe gắn máy của người dân đang dựng tại đây. Xe này tiếp tục tông đổ 2 cây xanh bên đường, rồi húc sập phần mặt tiền của nhà số 542 Hưng Phú mới dừng hẳn. Khi xe hơi tông vào nhà 542, đã làm cháu Nguyễn Hoài Đức, 3 tuổi, đang ngủ trong nhà bị thương nặng ở vùng đầu và phải đưa đi cấp cứu. Hai người khác ở trong nhà may mắn không bị ảnh hưởng gì. Sau vụ tai nạn xảy ra, đội cảnh sát giao thông phối hợp với đội cảnh sát điều tra tổng hợp công an quận 8 lập biên bản, đưa tài xế Vũ và các phương tiện bị hư hỏng trong vụ tai nạn về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.